Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023, để giúp cho quý vị đốn lành, lánh dữ, có được một tuần nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may tới với mình, thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, ngay từ đầu tuần nhắc nhở con giáp tuổi Tý nên cẩn trọng trong mọi việc. Đôi khi bạn đã tự tin quá đà lại có thể trở thành rắc rối, khiến cho bạn không thể nào làm việc một cách hiệu quả. Thời gian này cũng là lúc mà bạn có xu hướng liều lĩnh, mạo hiểm, liên quan đến tiền nong thì vấn đề này càng tệ đấy. Trong tuần này, vận trình của bản mệnh lên xuống thất thường nhưng nhờ đó mà cuộc sống lại được cân bằng, vì có lúc bạn cảm thấy thất vọng nhất không biết làm gì thì ngay sau đó lại tìm thấy ánh sáng, có thêm động lực hoặc sự hỗ trợ để bước tiếp. Giữa tuần có thiên tài sẽ mang lại cho bản mệnh tin vui liên quan đến tiền bạc nữa đấy. Tuần này dự báo bạn có thể phạm những sai lầm trong chuyện tình cảm. Nhất là mệnh chủ là nữ giới, khi yêu say đắm một người đàn ông thường có xu hướng dâng tặng người ấy tất cả trái tim, thể xác, chẳng giữ lại mảy may, thậm chí còn không quan tâm đến hậu quả. Bạn đã quá ngây thơ nghĩ rằng ta yêu người thế nào hẳn người sẽ đối xử với ta như thế. Sao giải thần mang lại tấm lòng rộng lượng, tinh thần vui vẻ, hào phóng để hỗ trợ bạn hào hứng hơn trong việc giúp người. Những người xung quanh bạn nhờ đó mà được hưởng lợi rất nhiều trong thời gian này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hãy cẩn thận trong việc đánh giá người khác. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, không phải ai cũng tiết lộ toàn bộ sự thật cho bạn biết. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, làm việc cần tập trung để tránh sai sót. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, sự lạc quan sẽ mang lại cho bạn sự tỉnh táo cần thiết. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Về vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu trong tuần mới khá khởi sắc, có thể nói khi bạn vui thì thế giới xung quanh bạn dường như cũng đang gieo vui theo. Nhất là người độc thân may mắn tìm được người đồng điệu về tâm hồn, còn những cặp vợ chồng đang có những kế hoạch khá thú vị trong thời gian tới. Tử vi tuần mới mang tới những cơ hội tốt để con giáp tuổi Sửu có thể gặp gỡ với những người mà đã lâu bạn không tương tác. Họ sẽ mang lại cho bạn tinh thần vui vẻ, thoải mái, giúp cho bạn quên đi những căng thẳng trong công việc. Vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội kết nối nhé! Những ngày đầu tuần thuận lợi cho những việc liên quan tới tiền nong của bản mệnh, nhưng giữa tuần dự báo bạn sẽ gặp khó khăn khi gặp tỷ kiên. Có thể bạn gặp rắc rối về chuyện tiền nong hoặc mối quan hệ với một người đáng tin cậy nào đó. Sao thiên hình dự báo dễ có tai vạ từ những việc không đáng có. Có những việc bạn cần né tránh cũng không được, vì thế, thay vì chán nản vì cho rằng mình không may thì bạn nên tìm cách xử lý vấn đề một cách khôn khéo nhất có thể. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, hãy hiểu cho hoàn cảnh của người khác trong trường hợp cụ thể. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, lời khuyên của người khác chỉ để cân nhắc mà thôi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, khi đối mặt với một sự việc bạn mới nhìn ra lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tìm hiểu về một khía cạnh mới sẽ mở ra một thế giới mới cho bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, với kinh nghiệm hiện tại của bạn vẫn chưa đủ xử lý vấn đề. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi tuần mới cho thấy, mọi việc diễn ra trong tuần có thể không hoàn toàn giống như trông đợi của con giáp tuổi Dần. Điều này dẫn đến việc bạn muốn triển khai những ý tưởng, những kế hoạch của riêng mình. Tuy nhiên đừng quên rằng mọi công việc cần có một kế hoạch bài bản thay vì hứng lên làm việc nhé.
Bạn cũng đừng quên rằng bạn luôn có sự hỗ trợ của mọi người xung quanh đấy. Đầu tuần có vẻ có nhiều trở ngại, nhưng công việc sẽ thuận lợi hơn vào giữa tuần nhờ sự thông minh, nhanh trí của bản mệnh. Nhờ đó mà cuối tuần bạn còn được cải thiện tình hình tài chính của mình nữa đấy. Tuy nhiên, đừng vì thế mà con giáp tuổi Dần giận cá chém thớt, mang nỗi buồn ấy về nhà nhé. Trong hôn nhân, lúc bày tỏ nỗi lòng thì hãy nhẹ nhàng chứ đừng có bắt người không liên quan phải chịu đựng sự giận dữ của bạn. Những ai đang độc thân cũng nên hạn chế việc gặp gỡ đối tượng mà bạn cảm thấy không phù hợp ngay từ đầu. Sao ngũ quỷ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh có thể là vì stress lâu ngày nhưng bạn chưa tìm được cách thức phù hợp. Hãy dành một không gian riêng cho bản thân để bạn hoàn toàn được nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, kể chuyện của mình chưa chắc người khác đã hiểu. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, có những vấn đề dễ với bạn nhưng là khó khăn đối với người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, đừng lôi lại chuyện quá khứ rồi tự muộn phiền một mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, hãy tìm ra con đường riêng của mình, đừng quá nhờ dựa ai đó. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, bằng sự tự tin bạn có thể vượt qua được mọi chuyện. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang tuần mới, với những vấn đề tình cảm trong thời gian này có nhiều điều không vui khiến người tuổi Mão nhận ra rằng mình cũng phải biết chăm sóc bản thân, xây dựng thế giới của riêng mình thật đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu, trở thành nữ hoàng của chính cuộc đời mình. Việc quá phụ thuộc vào ai đó chỉ khiến bản thân dễ tổn thương hơn mà thôi. Tuần mới dự báo rằng bản mệnh có nhiều cơ hội để giải quyết các vấn đề mà bạn vẫn chưa tìm ra hướng tháo gỡ trong suốt một thời gian vừa qua. Điều quan trọng chính là thái độ sẵn sàng đối mặt và tìm hướng xử lý, thay vì muốn bỏ chạy và cố tình trốn tránh như trước đây. Đầu tuần là thời điểm không thực sự thuận lợi đối với bản mệnh, nhưng giữa tuần mọi việc lại trở nên yên ổn hơn. Thế nhưng cuối tuần xuất hiện thương quan nhắc nhở bạn phải đề phòng nếu không dễ gặp phải tiểu nhân gây hại đấy. Sao Thái Âm hỗ trợ cho nữ mệnh tìm được sự cân bằng trong cuộc sống dù đó là chuyện công việc hay chuyện tình cảm. Bạn tỉnh táo hơn và thậm chí tìm ra giải pháp tối ưu cho mình. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, hãy thôi chê trách người khác vì sự yếu kém của họ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, để ý hơn tới chi tiết nhỏ để tránh sai sót. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, bạn dễ để xảy ra mâu thuẫn với người thân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, cách nói chuyện của bạn có thể gây ra hiểu nhầm đấy. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, nếu đã nhờ ai đó làm việc thì nên tin tưởng họ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Thìn có nhiều biểu hiện tích cực khi bản mệnh nghe được những gợi ý có định hướng tương lai khiến bạn cảm thấy an lòng hơn trước rất nhiều. Người độc thân khá thoải mái trong các cuộc hẹn hò, gặp gỡ người khác giới, thậm chí có người gặp được đối tượng ưng ý trong cuộc gặp bạn bè. Tuần mới mang tới những nhiệt huyết mới cho con giáp tuổi Thìn. Đây là thời điểm tuyệt vời cho việc học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, kể cả bạn không tham gia bất cứ khóa học ở nào. Sự tập trung đóng vai trò quan trọng, giúp bạn có thể thu thập được những kiến thức tốt, hữu ích cho mình trong tương lai đấy. Những ngày đầu tuần là ngày thuận lợi của bản mệnh, có lúc còn có thực thần che chở mang tới cho bạn những cuộc vui với bạn bè hoặc người thân. Thế nhưng đó cũng là lý do bạn lơ là công việc và trì hoãn một số kế hoạch đã đề ra nên hỏng việc vào giữa tuần là điều có thể xảy ra. Sao Dịch Mã chủ dịch chuyển dự báo có những thay đổi ảnh hưởng tới cuộc sống của bản mệnh. Sự xáo trộn này đôi khi là cần thiết và bạn phải dũng cảm đối mặt, nếu có thể bạn có thể chuyển họa thành cơ hội nữa đấy. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, hãy thử lên kế hoạch du lịch cùng người thương. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, tinh ý nhận ra những sai sót của mình để thay đổi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, sự tinh tế và nhạy bén của bạn hôm nay được ghi nhận. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, tìm được điều thú vị và hay ho làm động lực. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, nên tỉnh táo hơn trong các quyết định. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ,
hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Con giáp tuổi Tỵ tuần này dự báo phải đối mặt với chuyện buồn tình cảm. Bạn sẽ nhận ra rằng khi bước vào một mối quan hệ, dù là yêu đương hay kết hôn, bạn đừng bao giờ tự đặt cho nó mốc thời gian mãi mãi. Hôm nay và ngày mai là hai chuyện khác nhau, miễn hai người vẫn còn cảm thấy hạnh phúc bên nhau thì duy trì, nhưng nếu một ngày có cảm giác xa lạ thì nên dừng lại là điều dễ hiểu. Tử vi tuần mới cho thấy công việc của ngày hôm nay sẽ tiêu tốn của con giáp tuổi Tỵ khá nhiều thời gian hơn là bạn dự tính ban đầu. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc bạn thiếu đi động lực hoặc vấn đề sức khỏe là một cản trở. Dù cho yếu tố đó là gì đi nữa thì cũng hãy cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa nhé. Người khác sẽ không thích nghe bạn giải thích đâu, họ chỉ quan tâm tới kết quả cuối cùng mà thôi. Tuần này thuận lợi và khó khăn xen lẫn nhau, nhưng càng về cuối tuần mọi việc sẽ hanh thông hơn khi bản mệnh nhận được sự hỗ trợ trong công việc. Liên quan tới tiền nong thì cuối tuần mọi việc mới được giải quyết ổn thỏa. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ lại xem bạn sai điều gì để điều chỉnh lại nhé. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, hãy tinh tế hơn trong cách dùng từ ngữ trong ngày này. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, hãy buông bỏ những điều làm tâm trạng bạn thêm nặng nề. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, tha thứ cho người khác sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, có một số điều nếu bạn chờ đợi lại trở thành vô nghĩa. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Tiếp nối tử vi tuần trước cho thấy, bước sang tuần mới này, có vẻ như trong suốt tuần vừa qua con giáp tuổi Ngọ đã trăn trở khá nhiều nhưng chưa tìm được hướng đi, phải không nào? Thời gian đầu tuần này đúng là một cơ hội tuyệt vời để thả lỏng đầu óc và suy nghĩ về những vấn đề cá nhân, từ đó có thể tìm ra giải pháp cho riêng mình giúp bạn cải thiện tuần mới đấy. Một trong hai người không chịu lắng nghe nhau khiến sự giao tiếp bị ngắt quãng. Khi cả người yêu thương nhất cũng không được nghe thì dần dần trái tim của cả hai sẽ hình thành khoảng cách. Về lâu về dài điều này không hề có lợi cho mối quan hệ. Rắc rối mà Tỷ Kiên đưa tới vào giữa tuần khiến bạn mất ít nhất 2 ngày để xử lý. Hãy bình tĩnh giải quyết từng việc một, đừng vì nóng giận mà làm hỏng thêm những việc liên quan bạn nhé. Sao Hữu bật dự báo cuộc sống của bạn có cả tốt xấu lẫn lộn, nhưng nếu bạn chỉ tập trung vào điều tích cực thì chẳng có vấn đề gì phải lo lắng cả vì bạn sẽ tự tìm cách để xoay chuyển tình hình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, cơ hội là do bạn nhận ra và nắm bắt. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, không nên hứa hẹn việc bạn không cảm thấy chắc chắn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nếu ai đó cần nơi riêng tư hãy để họ được tĩnh lặng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, bạn cần có lý do để làm điều bạn muốn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, có ai đó mang cho bạn động lực mới. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Tuần mới có nhiều xáo trộn, nhưng tốt hay xấu là do góc nhìn của con giáp tuổi Mùi. Một cuộc gặp gỡ, hội ngộ nào đó sẽ khiến cho bạn thay đổi quan điểm của bạn về một điều gì đó. Cũng nhờ thế mà bạn thu thập được một vài thông tin hết sức hữu ích, giúp cho bạn có được những bước tiến, những thay đổi tích cực hơn trong đời sống. Chính ấn xuất hiện vào thời điểm gần cuối tuần mới mang lại điểm sáng thực sự cho người tuổi Mùi vì trong quá trình đó bạn có lúc thuận lợi, nhưng có lúc lại rơi vào tình huống không mong muốn. Dù sao thì cách điềm tĩnh giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn tránh xa được một số rắc rối nữa đấy. Vẻ tự tin và hồn nhiên của con giáp tuổi Mùi có thể thu hút một người khác giới nào đó. Những cặp đôi lúc này cũng đang trải qua giai đoạn hạnh phúc, vui vẻ khi luôn có một người cứng một người mềm mỏng để bù trừ cho nhau trong những hoàn cảnh cụ thể. Sao Thiên Nguyệt khiến bạn dù vui nhưng sâu trong lòng vẫn có chút ưu tư, phiền muộn. Bạn cảm thấy cô đơn giữa cuộc sống này cho dù nhiều người nhận định rằng bạn đã đủ đầy. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, hãy vững tin với lựa chọn của chính mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, công việc đã thuận lợi hơn và trong tầm kiểm soát của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, hãy nhìn lỗi sai của người khác mà phòng tránh.
Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chớ quá nhạy cảm với những lời nói của người khác. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy cố gắng hóa chuyện nhỏ thành không có gì. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Tuần mới của con giáp tuổi Thân có những dấu hiệu tích cực và khá ổn định, thậm chí có ai đó tạo ra những điều bất ngờ diễn ra và khiến cho bạn cảm thấy thật lạ. Tuy nhiên cũng nhờ thế mà bạn cảm thấy tinh thần mình được thư giãn, giúp bạn bước vào ngày mới với tâm trạng dễ chịu. Khi có quyền và tiền trong những ngày đầu tuần thì bản mệnh cố gắng giữ lấy, đừng vì lý do gì mà đánh mất vì cuối tuần có khá nhiều cám dỗ xuất hiện. Tỷ thiên sẽ gây ra những tác động tiêu cực không mong muốn và có thể khiến bạn mất tiền đấy. Nhiều đôi vợ chồng tuổi Thân cãi vã vì bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Nếu bình thường thì cả hai ngồi phân tích cái đúng cái sai và đưa ra quan điểm. Tuy nhiên cũng có những người luôn nghĩ rằng lỗi lầm là do đối phương, bản thân mình vô tội, không đáng bị như thế này. Nhờ sự che chở của sao Tả Phù mà bản mệnh thoát được những rủi ro, những tình huống xấu có thể xảy ra trong ngày hôm nay. Dường như có tiếng nói nhỏ đưa ra những lời khuyên xác đáng để bạn làm theo. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, hạn chế tiếp xúc với những người bạn xấu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đừng nghĩ nhiều, hãy hành động nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, có người hơn tuổi mang tới năng lượng tích cực cho bạn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tham gia nhiều hoạt động tương tác bạn sẽ vui vẻ hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, chớ nên đánh giá tình hình một cách hời hợt. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Con giáp tuổi Dậu bước sang tuần mới này nên cân nhắc hơn trong chuyện tình cảm của mình trong thời gian này. Thực tế là trong tình yêu, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chia tay hay ly hôn không phải là điều hiếm lạ, lòng người có thể đổi thay vào lúc bạn không ngờ đến nhất. Tuần mới cho thấy con giáp tuổi Dậu chỉ gặp vấn đề trong khả năng tập trung cho công việc ngày hôm nay. Tuy nhiên chỉ cần bạn có thêm động lực và quyết tâm thì mọi việc cũng sẽ ổn thỏa mà thôi. Đừng quên rằng bạn cần phải dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời nhằm giúp cho tinh thần, cơ thể được khỏe khoắn hơn nhé. Dường như càng cuối tuần thì con giáp tuổi Dậu mới có đất diễn với sự nâng đỡ của chính ấn để phát huy cũng như thể hiện năng lực của mình. Khả năng sáng tạo của bản mệnh được đánh giá rất cao trong thời điểm này. Sao Thiên Đức thúc đẩy sự nghiệp của một số người chăm chỉ và tham vọng. Cơ hội để bạn thăng quan, tiến chức trong thời gian này rất cao đấy nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy trân trọng từng góp ý của người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tập trung vào việc cải thiện lỗi sai mới tiến bộ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nhận định của bạn lúc này không hoàn toàn chính xác. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, niềm tin bạn trao cho một người đang bị mai một. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, có kẻ ngăn trở chuyện tình cảm của bạn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tuất trong tuần này khá ưng ý khi hai người đồng lòng, thấu hiểu từ cách giáo dục con cho tới cùng đưa ra quyết định quan trọng. Nhiều cặp đôi cùng đi du lịch trong thời gian có nhiều vé rẻ này để làm mới lại tình cảm của mình. Nếu có những kế hoạch mới cũng đừng quá lo lắng nhé con giáp tuổi Tuất, rồi sẽ có được sự hỗ trợ vô cùng quan trọng từ một người bạn thân thiết hoặc một người nào đó trong gia đình. Điều này sẽ giúp tuần mới của bạn diễn ra hiệu quả hơn rất nhiều, tuy nhiên kèm theo đó lại là cảm giác bạn đang nợ họ một thứ gì đó mà chưa trả nổi. Cảm giác này thật chẳng thoải mái gì phải không nào? Những ngày đầu tuần hứa hẹn là tình hình tài chính của bản mệnh giữ được ổn định, nhưng cuối tuần đối mặt với thiên quan nên khả năng mất tiền và hỏng việc rất cao. Do đó, bản mệnh nhớ cẩn trọng, không được chủ quan trong lúc này đâu nhé. Bạch hổ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh, một phần là do ảnh hưởng của thời tiết, ngoài ra là còn do bạn không ngủ đủ giấc. Hãy gạt bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu khi đi ngủ bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tinh thần bị phân tâm,
thiếu tập trung trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, bạn có sự giao thoa cảm xúc với ai đó. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hãy dành nhiều thời gian hơn để tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tập trung để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hưởng lợi khi có người vô tình giúp đỡ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Tuần mới này cho thấy, con giáp tuổi Hợi sẽ cảm thấy buồn khi bạn sẽ được yêu cầu thay đổi một quyết định quan trọng nào đó mà bạn đã đưa ra trước đây, khiến cho bạn phải suy nghĩ và trăn trở nhiều hơn. Có lẽ bạn nên dành thời gian để lập cho mình một kế hoạch mới, điều này sẽ giúp ích cho bạn trong việc không bị thụ động ở mọi tình huống. Đừng vì chuyện buồn trong tình cảm mà bỏ bê công việc nhé con giáp tuổi Hợi. Nhất là phụ nữ hiện đại thì sự nghiệp cũng là điều rất quan trọng. Nó giúp bạn độc lập, tự chủ và phòng ngừa cho những điều không may có thể xảy ra. Bởi suy cho cùng, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, tình yêu hay chồng lại càng không chắc chắn sẽ luôn ở bên bạn. Tuần mới mọi việc khá thuận lợi vào thời gian khởi động tuần nhưng càng cuối tuần càng khó khăn. Vì thế, ngay khi có thiên ấn hỗ trợ để bạn có thể sáng tạo và phát huy thế mạnh thì hãy tận dụng vì những ngày sau đó bạn loay hoay xử lý các vấn đề không có thời gian cho những việc này đâu. Sao tử vi trợ lực giúp bạn nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn, cảm thấy học hỏi được nhiều hơn từ những khó khăn xảy ra trong cuộc sống. Chính thái độ này đã giúp bạn lật ngược được tình huống. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đừng nói ra hết kế hoạch của mình với người khác. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nên xây dựng uy tín của mình trong từng việc nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, thất bại hiện tại chỉ là tạm thời, hãy bước tiếp. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, bạn có khả năng thấu cảm với người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, có ai đó nhắc nhở bạn về sự thật chôn giấu. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần mới của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón một tuần mới, nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.